Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ốm, Ngọc Huyền hứa dọn qua nhà anh ở để tiện chăm sóc. Ở tuổi 60, sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không tốt. Ngọc Huyền hứa lần sau về sẽ dọn qua nhà anh Năm ở để chăm sóc anh. Gần đây Ngọc Huyền được cấp phép về Việt Nam biểu diễn sau thời gian dài ở hải ngoại. Chị tham gia game show, tổ chức live show kỷ niệm 35 năm vào nghề. Nghệ sĩ cải lương chuẩn bị cho live show Yêu đời yêu người vào tháng 12. Dàn nghệ sĩ tham dự có nhiều cây đa cây đề như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Danh Hài Hoài Linh, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Phương Hồng Thủy, Minh Nhí, Thanh Hằng, vân vân với nguyên dàn nhạc cổ, nhạc tân. Ngọc Huyền sang nhà thăm Vũ Linh, đồng thời mong đàn anh tham gia live show. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cực kỳ hào hứng. Anh sẽ tham gia live show của bé Huyền với điều kiện sức khỏe anh tốt. Chị cũng vui mừng không kém. Live show của em gái mà có sự tham gia của anh Năm thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng sức khỏe của anh vẫn là trên hết. Có thể lần sau về nước em sẽ dọn qua nhà anh ở để chăm sóc sức khỏe cho anh. Cặp đôi Vũ Linh Ngọc Huyền ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ để bàn về việc sẽ diễn lại tiết mục nào, hạn chế vũ đạo, hạn chế việc danh ca cải lương sẽ phải đi lại nhiều. Nhưng hiện tại, nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh sẽ không có mặt trong live show của Ngọc Huyền. Lúc này có khá nhiều lời đồn về mối quan hệ của cả hai và thắc mắc lý do, nhưng thật sự là sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa hồi phục hoàn toàn. Vì còn khá yếu, anh chưa thể đứng lâu trên sân khấu để diễn trọn một trích đoạn cải lương. Nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, với live show kỷ niệm 35 năm hoạt động nghệ thuật của bé Huyền, anh xuất hiện là phải hát cải lương chứ anh không thể hát một bài tân nhạc hay tân cổ với bé Huyền được. Như thế là sẽ làm phụ lòng khán giả yêu thương những vai diễn của Vũ Linh. Ngọc Huyền tâm sự, sức khỏe của anh Linh là trên hết. Tuy tôi có một chút buồn nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Dẫu buồn, Ngọc Huyền vẫn đang ra sức tập luyện để cống hiến những tiết mục hay nhất và không phụ lòng mong đợi của Vũ Linh. Nghệ sĩ Ngọc Huyền mong sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phục hồi thật tốt để năm sau chị sẽ chung tay cùng anh thực hiện lại series live show Người đưa đò từng rất thành công. Vũ Linh Ngọc Huyền được mệnh danh là cặp đôi vàng của cải lương. Họ từng diễn chung các vở Chuyện tình Lan và Điệp, Như cánh phù dung, Tiễn em theo chồng, Quân vương và thiếp, Khi đời bắt phân ly, Giang Sơn và Mỹ Nhân.